Về tới thành phố rồi mà tôi vẫn nghe được cái âm thanh của con quái vật đó. Xung quanh đang rất là hỗn loạn, hình như là những chú cảnh sát cũng đang đi điều tra về việc này. Thế rồi, không thể nào tôi là người lôi con quái vật đó về đây được. Tôi chỉ muốn đi giết nó thôi mà. Tôi không ngờ là nó theo chân tôi tới tận thành phố cơ đấy. Hình như nó ở đằng sau tôi thì phải các bạn ơi. Úi dồi, nó đang quăng quật người hay là gì kia. Hello anh em nhé, lại là tôi RAV đây. Giới thiệu với mọi người luôn, thì cái nhà ở đằng xa kia là nhà của tôi. Đấy, bây giờ tôi đổi đời rồi, tôi không còn nghèo nàn như trước nữa đâu. Mua luôn căn nhà mặt phố cho nó nóng. Trước thì làm gì có tiền, toàn phải ở nhà trên núi thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn bộ quần áo của tôi này, trông nó có sang chảnh chưa. Nói chung là các bạn cũng đừng có thắc mắc tại sao mà tôi lại đang đi chân đất ra đường như thế này. Không phải là tôi không có tiền mua giày đâu, mà là tôi nghĩ là người giàu họ thường có lối đi riêng. Thế nên là tôi cũng phải học theo luôn. Thì hiện tại tôi thấy là mấy nay tôi đi xe máy nhiều, nó hơi đau lưng. Thế nên là hôm nay tôi quyết định là sẽ đi tự sắm sửa cho mình một con siêu xe mới. Và giới thiệu với các bạn, đây là khu mua xe. Không không không, đây không phải là một bãi đỗ xe ở tòa nhà nào đó đâu. Tôi chắc chắn với mọi người đây là một cái khu bán xe. Đấy, nơi bán xe dành cho những cái người giàu có như tôi. Thế nên là bây giờ tôi sẽ phải đi lựa chọn thôi. Các bạn cứ yên tâm đi, loại xe nào ở đây là tôi cũng mua được hết. Với cả tính tôi thì ưa thích mấy cái dòng xe nó màu đen. Thế nên là tôi nghĩ tôi sẽ mua chiếc xe này đi, trông khá là đẹp. Ok, thanh toán tiền xong rồi, các bạn thấy có nhanh không? Người giàu nó phải nhanh nhẹn như vậy. Các bạn đừng có hiểu nhầm, cái kính này là nó vỡ từ trước rồi ấy mà, chứ không phải là tôi đập cửa kính tôi phá khóa gì đâu nhá. Tôi thì trước giờ tính lương thiện nhưng mà có lấy xe của ai bao giờ đâu. Đấy, người có tiền nó phải mua đàng hoàng đúng không? Ấy à, mấy anh giai đang bàn bạc chuyện gì nhìn trông vui thế nhỉ? Mọi người không thể tin được đâu, nó là một con quái vật to khủng khiếp. Đúng vậy, và nó còn phát ra một âm thanh gì đó rất kỳ lạ. Không biết nó sẽ tấn công thành phố này không nữa. Ủa, mọi người đang nói chuyện với con quái vật gì vậy? Bây giờ chúng ta sẽ lên núi để chụp ảnh nó rồi về báo cho cảnh sát. Uầy, nghe hấp dẫn thế nhỉ? Chắc là tôi sẽ đi cùng mấy cái thanh niên này để săn quái vật đi các bạn ơi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật nào cả. Bây giờ tôi sẽ phải đi kiểm chứng xem sao mới được. Mà mấy anh giai ơi, sao chạy gì xa thế? Sắp tới chỗ lấy xe chưa đây? Bọn họ còn chuẩn bị sẵn một cái dàn xe máy các bạn ạ. Thừa hẳn một chiếc xe cho tôi luôn này. Được, hợp lý, cho em xin chiếc xe máy này nhá. Em cũng muốn đi săn quái vật. Mọi người thông cảm, thì em thì đang mặc đồ ngủ, tại em chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng mà thôi, em cũng đi cùng cho vui xem sao. Hy vọng là tôi sẽ được thấy con quái vật đó một lần trong đời. Không biết là bọn họ đang nói về cái thứ sinh vật gì nữa. Ui giời ơi, mấy thanh niên kia chạy gì mà chạy nhanh thế? Đợi cái nào, phóng gì mà phóng như điên thế nhỉ? Chạy gì mà chạy cả lên núi thế này? Từ từ khoan đã các bạn ơi, hình như tôi nghe thấy một tiếng âm thanh gì đó rất là kỳ lạ. Các bạn thử nghe xem sao. Đúng là cái âm thanh kỳ lạ đó càng ngày càng rõ hơn, và nó phát ra từ sau cái đỉnh núi này. Quái vật gì mà kêu gào to thế nhỉ? Mà tôi không nghĩ đây là tiếng của con quái vật đó đâu. Cái âm thanh đó càng ngày càng to lên rồi. Tôi nghĩ là cái thứ sinh vật này chỉ ở gần đây thôi. Thế là phải đỗ xe tại đây à? Tưởng phải đi xe chứ. Không biết là tôi có nên về không đây. Cảm giác là nó cứ nguy hiểm thế nào ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tách ra để chụp ảnh con quái vật đó. Nếu mang về đồn cảnh sát sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Ok, đúng 6 giờ tối nay mọi người hẹn tại vị trí này nhé. Tôi tin tất cả mọi người. Ok, sao lại tách ra lên như thế nào? Đi cùng nhau chụp ảnh luôn đi. Trời ạ, bây giờ tôi làm gì biết tìm nó ở đâu đây. Cái âm thanh đó khiến tôi cực kỳ đau đầu. Tôi không thể chịu nổi cái âm thanh này nữa. Tôi sợ là tôi sẽ ngất ra đây mất. Cái thứ tiếng này nghe như kiểu là một cái loa phóng thanh vậy. Mà tại sao giữa rừng lại có cái loa to đùng như vậy nhỉ? Mà chuyện này cũng hơi vô lý. Tôi nghĩ nó chỉ là dàn dựng thôi. Chứ trên đời này tôi nghĩ là làm gì mà có quái vật. Ây ạ, úi dồi, cái vách núi để trơn thế. Ây ạ, úi dồi. Trời cũng sắp tối rồi. Hy vọng là mọi người sẽ quay trở lại đây. Và chúng ta không có một thông tin gì cả. Nếu mà chụp được ảnh thì cũng được, mang về đồn cảnh sát rồi chia tiền. Với cả tôi quên mất là hôm nay tôi không mang theo súng đạn các bạn ạ. Chứ nếu mà mang theo là bây giờ tôi có thể dũng cảm đi tìm hơn rồi đấy. Trời đã tối rồi, tôi không thấy có dấu hiệu sẽ có người quay lại đây. Chắc là tôi sẽ phải về luôn thôi. Quái vật có thật sao? Không, chắc chắn quái vật không có thật. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi về, tôi lấy súng đạn và tôi sẽ quay trở lại cái chỗ này. Không chỉ vậy mà tôi cũng sẽ sắm thêm cho mình một cái tai nghe, để có thể giúp tôi đỡ điếc tai hơn khi gần cái con quái vật đó. Nếu mà nó có thật thì chắc chắn tất cả những người vừa nãy đã chết thật rồi.
Ok rồi các bạn ơi, tôi vừa chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Thời tiết này đang có dấu hiệu mưa dông hay là gì đấy, nhưng mà tôi sẽ không sợ đâu. Tôi sẽ đi săn con quái vật một mình. Nhưng mà cái xe lúc nãy của tôi hết xăng mất rồi, chắc là tôi lấy tạm cái xe bên đường này đi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là sẽ phải đi mua súng. Tôi sẽ mua những cái loại súng mạnh nhất để đối đầu với con quái vật đó. Tới cửa hàng súng rồi các bạn ơi. Được rồi, ở trong này có rất là nhiều loại vũ khí, chắc là tôi sẽ lấy hết luôn. Ok, mua súng xong rồi, bây giờ thì tôi sẽ lên núi một mình để săn con quái vật này nào. Thời tiết đang càng ngày càng tồi tệ, tôi nghĩ là lại chuẩn bị có sấm sét mưa dông rồi đây. Nhưng mà không sao, tôi không thể từ bỏ cái kế hoạch này của mình được. Nếu mà tôi không giết được nó hoặc chụp được ảnh thì cảnh sát cũng sẽ không tin tôi đâu. Bây giờ tôi sẽ phóng thẳng thật nhanh lên núi để tìm nó xem sao. Bên này có một số nhà dân, hay là tôi thử hỏi xem có ai muốn đi săn cùng tôi hay không, biết đâu họ sẽ đi cùng thì sao. Này mấy anh gì ơi, trên núi đang có một con quái vật kinh khủng lắm, mấy anh đi săn cùng em cái đi. Nhanh lên, có tiền thưởng, mấy anh cứ yên tâm. Tôi thề là con quái vật đấy nó phát ra một cái âm thanh kinh khủng lắm, mọi người phải mau lên. Ây ạ, tôi nói thật mà. Để rồi, mấy người cứ không tin đi. Nhà mấy người ở gần núi thế này thì sẽ có ngày quái vật tới thôi. Tôi không nhắc lại lần nữa đâu. Không ai tin tôi thì tôi sẽ một mình đi lên núi để tìm ra nó. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy âm thanh kỳ lạ đó lại phát ra rồi. Tôi nghĩ là nó ở trên núi này này, nó chỉ ở gần đây thôi. Có vẻ như động vật xung quanh cũng đã chạy đi rất là nhiều. Nó báo một điều gì đấy không ổn xung quanh đây. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một cái ống nhòm rồi. Bây giờ tôi thử lên đây để soi xung quanh xem sao. Ở phía những đằng xa là những cái đỉnh núi rất là cao. Tôi nghĩ là nó chỉ ở đâu đó xung quanh cái đỉnh núi đó thôi. Được rồi, để tôi xem nào, nó có thể ở đâu được nhỉ. Trời bắt đầu mưa rồi các bạn ơi. Có vẻ như những cơn sấm chớp vừa rồi đã tạo nên một cơn mưa rất là lớn. Tôi vẫn không thấy nó ở đâu, và xung quanh chỉ có những cái tiếng âm thanh rất là lớn thôi. Ồ, đó là con quái vật các bạn ơi. Ôi không, tôi đã tìm ra nó rồi. Bây giờ tôi sẽ phải sang khu đó xem sao. Tôi sẽ giết chết bằng được nó, hoặc tôi chỉ cần chụp một cái ảnh thôi. Chỉ cần mang bức ảnh này về thành phố thì mọi người tất cả sẽ đổ xô đi săn con quái vật này, và tôi sẽ trở thành người nổi tiếng. Để rồi, từ từ nào. Âm thanh đó rất là gần đây. Đúng như dự đoán, những người chiều nay đi cùng tôi đã bị con quái vật này giết chết hết rồi. Chắc chắn nó ở sau tảng núi này. Tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả, chắc là tôi để xe máy ở đây đi. Bây giờ tôi sẽ đi bộ để lục soát xem sao. Ô, wow, con quái vật kia các bạn ơi. Đây có lẽ nào là một con quái vật mà mọi người đã đồn đoán sao. Nhìn nó trông có vẻ giống như là một cái khúc gỗ hay là một cái cột điện nào đấy. Và trên đầu nó thì có một cái loa đang phát ra những cái âm thanh kỳ lạ này. Đây hình như là quái vật đầu loa thì phải. Ồ, nó đâu mất tiêu rồi. Không thể nào, hình như nó đã thấy tôi rồi thì phải. Để rồi mày ra đây, tao bắn vỡ đầu luôn này. Được rồi, phía bên này là xác chết của một chú báo. Không thể nào một cái con báo có thể chết trên đỉnh núi như vậy được. Chỉ có cách là con quái vật đầu loa này đã giết chết thôi. Nó ở đâu được nhỉ? Úi dồi ôi, ôi. Ê, bình tĩnh. À, con đừng. Chạy, tôi phải chạy. Mày, bắn. Úi, nó trúng cả đạn các bạn ạ. Cái gì vậy? Ôi dồi, không thể nào tôi bị giết một cách điên rồ như thế này được. Tôi là người đi săn quái vật cơ mà. Chạy. Mày đấy, sao bắn nó không bị làm sao cả vậy? Không, tôi phải đi về thành phố gấp thôi. Hy vọng là con quái vật này nó sẽ không đuổi theo, chứ kiểu này nó miễn nhiễm với súng đạn rồi. Nhanh nào, tôi phải về thành phố để báo cho mọi người lên đây mới được, chứ đi săn một mình kiểu này không ổn đâu. Với cả tôi thấy con quái vật đấy cũng khá là chậm, nó không thể đuổi theo tôi được. Từ, tại sao lại có một cái âm thanh đó phát lên ở xung quanh đây nhỉ? Vô lý, tôi đã chạy xuống đây rồi cơ mà. Oh, thôi, tại sao nó xuống đây được? Ok, hình như con quái vật này không chạy chậm đâu, mà nó chạy rất là nhanh các bạn ạ. Ui dồi ôi, cái gì đây? Ui, nó lại còn nhảy nữa, cái gì vậy? Ủa rồi, tôi sẽ cố gắng né và về thành phố. Ném những quả bom này xuống đất đi, hy vọng là nó sẽ nổ tung sau khi nó chạy theo tôi. Đâu rồi, phải mau chóng về thành phố để cho những ông cảnh sát biết mới được. Hình như nó đã theo chân tôi đến chỗ này rồi. Không ổn, vậy những tòa nhà xung quanh thì sao? Nó đâu rồi? Về tới thành phố rồi mà tôi vẫn nghe được cái âm thanh của con quái vật đó. Xung quanh đang rất là hỗn loạn,
Hình như là những chú cảnh sát cũng đang đi điều tra về việc này. Thật rồi, không thể nào tôi là người lôi con quái vật đó về đây được. Tôi chỉ muốn đi giết nó thôi mà. Tôi không ngờ là nó theo chân tôi tới tận thành phố cơ đấy. Hình như nó ở đằng sau tôi thì phải các bạn ơi. Úi dồi, nó đang quăng quật người hay là gì kia. Không ổn rồi. Vậy là con quái vật đầu loa này đã tới tấn công thành phố rồi à? Trời đất, bây giờ súng đạn vô ích rồi. Nó đã tàn phá cả thành phố. Không không không, tôi tin là sẽ có cách để loại bỏ con quái vật này. Không thể để nó như vậy được. Xung quanh đây có ai không? Úi dồi, kìa. Trời đất ơi, tại sao nó nhảy cao thế nhỉ? May quá, tôi đã tách được bọn nó rồi. Nhưng mà những người dân ở đằng kia cũng đang bị nó tấn công. Chắc là tôi lại phải ra dụ nó mới được. Khả năng là tôi sẽ phải dụ con này về rừng. Này, đuổi tao này. Chui vào đây thì làm sao mà đuổi được. Úi dồi ơi, úi dồi ơi, cái gì đấy? Ôi, vào đây mà nó vẫn đuổi được các bạn ơi. What the hell? Thôi, nhanh nào. Nếu mà trúng một đòn của nó tôi có thể bị bẹp dí mất. Ơ kìa, sao lại đâm vào đây thế hay? Nhanh. Ây ạ. Trời đã sáng rồi. Con quái vật này rượt đuổi cả thành phố đêm qua. Đó các bạn thấy chưa? Trời đất ơi, nó đã tàn phá mọi thứ rồi. Tất cả chuyện này là do tôi thật sao? Đúng vậy. Bản chất của nó là sống trong rừng mà. Nếu mà tôi không đưa nó về rừng thì chắc chắn nó sẽ còn ở trong thành phố này lâu nữa. Tất cả chú cảnh sát cũng đã hy sinh rồi. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Đó các bạn nhìn kìa. Nó giỏi thì đuổi tao này. Con quái vật đầu loa. Nó đã chú ý tới tôi rồi các bạn ơi. May quá. Bây giờ tôi chỉ cần né những cái cú nhảy của nó rồi về rừng là được. Nhanh nào. Ây à, tôi chết tôi rồi. Ôi không ổn. Ơ kìa, con quái vật đâu rồi? Hình như nó đã biến mất rồi các bạn ơi. Tôi không còn nghe thấy cái âm thanh kỳ lạ đó nữa. Ôi may quá. Cũng may là tôi không bị làm sao. Chứ nếu mà trúng phải một phát nhảy của nó thôi là thôi xong tôi tiêu đời luôn. Ok, và chắc là video này chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn nào thấy hay thì đừng quên để lại một đăng ký kênh và một like nha.